Xin chào bạn Thảo Tú. Thì video này chúng ta sẽ tới cái phần tạo đường lưới cho nhân vật các bạn. Thì tại sao chúng ta phải tạo đường lưới ta? Thì theo như chúng ta đã học rồi á, để làm cho chuyển động á, thì chúng ta sẽ chèn cái bức ảnh vào, rồi sau đó chúng ta vẽ xương là xong rồi. Sau đó chúng ta làm animation, đặt khóa cây làm chuyển động. Thì ta chèn đường lưới gì ta? Thì ví dụ có trường hợp gì nè? Ví như trường hợp cái một bức ảnh bạn chèn vào á, một bộ phận nào đó, ví dụ như cái tay đi, thì bạn chỉ vẽ được một cái xương thôi, đúng không? Còn trường hợp giả sử như cái tay đó, hoặc là nguyên cái bức hình bạn chèn vào á, là nguyên một cái người luôn, bao gồm là đầu mình, tay chân rồi luôn, đều chỉ là một bức ảnh thôi, thì bạn không thể nào mà vẽ một cái xương được. Hoặc cho dù bạn vẽ vài cái xương đi, thì làm sao bạn điều khiển chuyển động của từng cái đó nó riêng lẻ, nó giống như là chúng ta tách riêng ra từng cái tấm ảnh, tay riêng, chân riêng, rồi mình riêng rồi đó, làm sao làm được cái chuyện đó bạn? Làm sao làm được từng bộ phận nó chuyển động riêng được? Thì do đó chúng ta phải sử dụng cái phần mesh này là đường lưới. Thì cái này nó cũng chỉ có phiên bản spiral thôi, spiral. Rồi giờ ta sẽ cho một cái file nó vô đây đi. Giống như tôi có hình cái này đi. Ok ha, một cái cô nàng tiên cá đây. Rồi thì bây giờ ví dụ như bình thường, tôi ví dụ như bình thường chúng ta chưa học cái phần mét á, đường lưới á, thì chúng ta làm chuyển động này á, thì sao ta? Ví dụ như tôi ví dụ ha, ví dụ chúng ta chưa học cái mét, ta chọn cái đầu tiên là ta chọn cái gì, cái xương gốc nè, rồi sau đó ta đang chọn cái rect ha, tạo xương, giữ control đích vô cái cô bé này, nó chưa tấm ảnh này, rồi sau đó ta vẽ, ví dụ ta vẽ thử một xương ha, một cái xương này từ đầu đến cuối luôn. Rồi sau khi xong rồi á, thì chúng ta sẽ thử xây thân như thế nào, thấy chưa? Nó ta đâu thể nào làm cho cô bé là cái kiểu mà bơi lượn sóng được bạn, nó chỉ có thể là bơi cứng như vậy thôi, thấy không, cứng đơ vậy. Rồi bạn sẽ hỏi là chỉnh cái xương nhỏ nhỏ được không? Ok ha, chia làm nhiều xương nhỏ, thì đây nó chia xương nhỏ thì nó thật ra các video trước tôi chưa nói, chia xương nhỏ thật ra nó có hai cách. Một là bạn vẽ một cái xương lớn như vậy, sau đó bạn nhấn vào chữ slip ở dưới đây nè, là cái chữ chia các bạn, chữ chia xương ở dưới đây. Thì nó chia, ví dụ tôi chia này làm 4 khúc ha, 4 khúc nè. Và ở đây nó sẽ có hai tùy chọn dưới đây bạn. Tùy chọn đầu tiên á là cái xương ca sau, nó sẽ là con của xương trước. Cái xương nhỏ phía sau bạn sẽ là con của xương trước. Nhấn ok. Ok ha, đó. Thì bạn nhìn trên cái sơ đồ của ta nè, thì cái xương cuối cùng nè, nó sẽ là con của cái xương này ngược lại là con của xương này là con của xương này. Đó, nó theo một cái dây chuyền như đó. Rồi, đó là trường hợp chúng ta đánh dấu check vô đây ha. Nếu trường hợp bạn không đánh dấu check ở đây, thì bạn thấy là khi nó chia xương là 4 khúc, thì bạn thấy điều gì? Rồi, bạn sẽ lít vô xương mà thấy 4 cái xương này nó đều là con của cái xương root này hết, chứ nghĩa là nó đồng cấp với nhau, chứ không phải là mối quan hệ cha con nữa. Bạn thấy chưa? Cái việc mà chia xương này cũng quan trọng lắm ha, bạn phải biết cái phần đó. 4 cái xương này bây giờ là nó là đồng cấp, nó chỉ là xương con của cái root này thôi. Rồi, như trường hợp nào cũng vậy, như trường hợp này đi, tôi xây thử cũng không được, thấy chưa, cũng không được, không có trường hợp nào xây được hết. Và trường hợp ví dụ như tôi chia lại bạn ha, tôi chọn cái xương này, tôi chia ví dụ như là cái xương này là xương con của con kia đi, nó hay tôi xây thử coi nó được không, đây cũng không được luôn. Nhưng rồi bây giờ là khi mà chúng ta, ví dụ chúng ta chia xương ra thì sao bạn? Ví dụ như chia xương các bạn nói là làm gì nó hợp lý đúng không? Thì ta cho cái slot này, giả sử cho cái slot này là con của cái xương cuối cùng luôn. Rồi, ok ha. Thì giờ ta sẽ làm thử lại cái cách xoay thử nào. Cũng không được luôn. Đó. Ok ha, không có cách nào được hết. Giờ ta sẽ thử lại cái một cái cách chia xương nữa, coi thử được ha. Bao nào và tôi sẽ chọn lại cái xương gốc này bạn. Rồi sau đó tôi chọn red. Rồi sau đó là tôi giữ control, tôi chọn này, sau đó tôi vẽ cái xương đầu tiên. Rồi tiếp tục, hiện tại cái slot này là con của cái xương đầu tiên nè, sau đó tôi giữ control, tôi chọn cái ảnh này, tiếp tục tôi vẽ cái xương tiếp theo. Rồi đây là cái quy trình chúng ta đã học những cái video trước. Sau đó tiếp tục giữ control, chọn ảnh này, mỗi lần trước khi vẽ một xương mới là tôi giữ control để chọn lại cái bức ảnh này, anh ta vẽ cái xương tiếp tục là ba xương rồi đúng không. Rồi giữ control, chọn ảnh này, sau đó là giữ buông control ra, vẽ xương tiếp tục. Thấy chưa? Tổng cộng giống như cái quy trình tôi làm hồi nãy các bạn là 4 xương này nè, nó đều là xương sau là xương con của xương trước, và cái slot là cái ảnh cuối cùng là xương của cuối cùng, nó là con của xương cuối cùng.
Rồi, giờ tôi sẽ thử cái việc xoay thử coi nó ok không ạ. Đó, không được ha. Ctrl Z mỗi lần tôi làm sai tôi xoay lại, không được luôn. Thấy giờ nó đâu có xoay được, ví dụ như tôi dọn chiều cùng lúc 4 xương coi. Tôi thử cái cách này ha, thường ta dùng chọn 4 xương nhấn Pull để xoay, xoay tất cả. Để cho nó trùng một cái tư thế. Thấy chưa? Bạn thấy điều gì? Không được luôn. Thấy chưa? Nếu mà bạn sử dụng, bởi vì đây là lý do tại sao mà tôi nói bạn, nếu một là nếu học á, thì ta nên sử dụng phiên bản dùng thử trial, nhưng mà khi mà bạn quyết định mua á, đi làm á, kiếm tiền á, thì đừng có mua cái phiên bản extend, mà mua, nếu đã mua rồi thì mua phiên bản pro luôn, nó thiếu nhiều tính năng hay lắm mà. Rồi ok ha. Rồi giờ sẽ nếu ta sẽ quay về cái trạng thái ban đầu luôn nè đó. Rồi ok ha, mới ban đầu giống như tôi chèn cái bức ảnh này vào. Giờ chúng ta sẽ làm gì, bắt đầu làm thiệt. Nãy giờ tôi làm chơi chơi cho bạn thấy là chúng ta làm sai thôi, không thể nào làm được nếu không sử dụng cái đường lưới mét. Giờ ta sử dụng đường lưới mét bằng cách là thứ nhất là chèn ảnh vào, rồi sau khi chèn xong bạn lít vô tấm ảnh nè, bạn sẽ thấy đây có cái chữ mét dưới cùng mà đây, đánh dấu check vô chỗ này là ok rồi. Đánh dấu check này, khi bạn vừa đánh dấu check vô đó thì bạn thấy cái biểu tượng cái ảnh trên này nè bạn, nó đã đổi. Bây giờ thấy đổi chưa, ban đầu nó đâu phải cái hình này, nó đổi theo cái hình mà có những cái chấm chấm ở viền góc trên tay phải nè. Đây là ta gọi là đường lưới mét. Thì bạn lít vô đây cái đây nè, bạn thấy này, đây là mét nè. Còn bình thường cái ảnh ta là hình này. Ok ha. Rồi. Rồi sau nữa bạn, rồi sau đó bạn sẽ di chuyển xuống cái chữ edit mét nè, chỉnh sửa đường lưới dưới đây. Lít vô đây ha, chỉnh sửa đường lưới dưới đây nè. Rồi, thì bạn lít vô thì nó sẽ hiện ra cái phần chỉnh đường lưới, cái công cụ là bạn, công cụ chỉnh đường lưới dưới đây. Thì tôi sẽ nói sơ cho bạn hiểu ha. Thứ nhất nêu là bạn ta sẽ lít vô đây để tạo mới lại. Tạo mới từ đầu rồi tưởng ta vẽ. Reset về với vị trí ban đầu, trạng thái ban đầu. General Ray là chia, tự động chia lưới. Tray là tự động bắt dính cái đường lưới xung quanh cái đối tượng này. Tự động vẽ cái đường lưới xung quanh bao viền cái đối tượng này một cách tự động. Modify là dễ rồi chỉnh sửa. React là thêm mới những cái điểm. Delete là xóa những cái điểm đường lưới. Nó dễ đúng không? Giờ đó, thì sẽ có hai hướng làm như tôi nói nãy á. Một là cái cách chúng ta làm thủ công. Làm thủ công là chúng ta sẽ chọn nêu là chúng ta tự vẽ ha, tự vẽ từ đầu. Cách thứ hai là dùng cái tray này để nó tạo ra cái tự tạo, tạo tự động. Rồi tôi sẽ làm thử hai cách cho bạn xem ha. Rồi thứ nhất là tôi sử dụng cái tray thử, dùng tự động nè, tray. Nó đang tính các bạn thấy đang chạy không? Đó. Sau khi nó chạy xong thì nó chưa? Thấy nó cái máy nó thông minh và nhanh chưa? Cái đường lưới nó vẽ rất là sát cái đối tượng chúng ta. Thì đây nó sẽ có chế độ chúng ta chỉnh sửa các bạn. Thứ nhất là bạn detail nè, bạn muốn đôi lúc bạn thấy nó chưa được chính xác thì bạn tăng cái này lên. Thì bạn tăng này lên bạn thấy không? Cái đường lưới nó sẽ sát đối tượng ta luôn. Đồng nghĩa với số lượng đỉnh đó, nó sẽ nhiều lên. Thì bạn biết là cái gì nó nhiều lên đó, thì nó sẽ làm cho cái ảnh ta sẽ nặng ha, khi chuyển động nó sẽ nặng. Bạn thấy chưa? Bạn tăng càng lên thì nó chính xác cực kỳ luôn. Nhưng bù lại mình nhìn số đường lưới nè, nó sát rạc vô cái đối tượng ta luôn. Nhưng mà nó quá nhiều đỉnh nha bạn. Nhiều đỉnh quá thì sao? Thì sau này khi mà chúng ta làm chuyển động ta xuất ra file nó rất là nặng, nó ảnh hưởng đến hiệu năng khi ta chơi lần cái người làm game đó. Nó cái gì cũng có hai mặt của nó, chứ thật ra cái phần mềm này rất là mạnh, nó làm được hết nè. Nó vẽ cái đỉnh mà sát vô cái nhân vật của ta luôn á. Rồi nhưng mà tôi thấy không cần thiết, dù như bạn muốn thì bạn để khoảng chừng 20 giống như nó được rồi, 20 hay mấy được rồi. Còn những cái tham số dưới thì bạn muốn thì bạn thử chỉnh lên nó như thế nào tùy bạn, còn không thì bạn cứ để mặc định là 50 ha. Đây tôi làm lại cho bạn xem, để như mặc định nãy nó là 50 đúng không? Ok rồi, những cái còn lại tôi bạn cứ nên để mặc định đi ha, chỉnh cái detail cho là được rồi. Ví dụ như bạn đồng ý đi, đồng ý thì bạn nhấn cho ok xong. Ok ha, ok này. Rồi sau đó bạn thoát ra. Ủa nó tính chưa ta? Tôi làm lại coi. Rồi nhấn ok. Rồi, thấy chưa, bạn nó tự chia đường lưới, bạn nhìn kỹ ở trên cái này nè. Tôi bấm to lên tí, bạn nhìn kỹ ở trong này nè. Bây giờ nó những cái đường gạch gạch đó bạn. Tiếp theo thì bạn cũng có thể sử dụng tiếp tục cái công cụ tự động nữa. Đây là những cái đường lưới nó chia sẵn nè bạn. Chia sẵn ngẫu nhiên của nó theo nguyên tắc là tôi thấy nó chia theo dạng tam giác đó. Thì bạn lít vô chữ Generate nè, lít vô đây. Thấy chưa, thì nó sẽ chia làm, mỗi lần bạn lít thì nó sẽ chia làm nhiều cái tam giác nhỏ nữa bên trong. Đó, thấy chưa. Đó. Thì cái đường lưới này nó cứ tính toán cái máy tính, cái phần mềm nó tự tính toán là chia, cứ chia đều cái tam lưới chia đều theo cái hình tam giác thôi bạn.
cứ tam giác chia đều thôi, mỗi lần bạn lít thì nó sẽ chia đều ra nhỏ nhỏ nữa, thấy chưa? Nhưng mà những bạn mà làm lâu năm biết rồi á, là sao bạn, thực ra nó chia cái đường lưới này nè, là chúng ta phải dựa theo cái nguyên tắc chuyển động, cái dự định mà chúng ta làm chuyển động như thế nào á, thì chúng ta mới vẽ cái đường lưới ra, chứ không phải là lấy cái ngẫu nhiên như thế này, thì nó chỉ làm cho cái càng nhiều cái đỉnh đó bạn, không, nó sẽ chia là càng nhiều đỉnh rồi, thì nó sẽ làm cho cái việc sau này chúng ta làm chuyển động á, nó sẽ nặng hơn, khi xuất ra hai ra sẽ nặng ra, thì nó sẽ không tốt cho game. Ok ha, vậy tóm lại tôi mới hướng dẫn các bạn hai cái tự động của cái chia đường lưới này, là một dùng cái tray, hai là dùng scenery. Rồi giờ hướng dẫn cho bạn biết vậy thôi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái quy trình mà chúng ta làm thực tế là như thế nào. Cái gì vậy ha, tôi lúc nào tôi vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn rất rất là kỹ, làm bằng nhiều cách, cách tự động của phần mềm và cái cách chúng ta phải làm theo cái workflow của chúng ta, quy trình chúng ta. Rồi quy trình ta ví dụ như chúng ta lít vào cái nail này để tạo mới lại cái lít nail nè, khi bạn lít nail nè bạn thì sao, thì ta bắt buộc tôi là vẽ thủ công, tự ta vẽ lại ha, vẽ thì nó không còn chính xác mà tương đối thôi. Và khi bạn vẽ, nếu mà bạn có định hình trước được cái việc chuyển động của cái cô này rồi á thì sao, thì càng tốt, tại vì chúng ta những cái chỗ nào mà nguyên tắc của vẽ này nè bạn, chỗ này tôi vẽ hơi bị lố nè, bây giờ không sao đâu, chúng ta sửa lại. Nguyên tắc của chúng ta là sao bạn, nguyên tắc đó là chỗ nào mà nó cần cần mà chuyển động nhiều á, đại khái phải chuyển động mà là nó bị biến dạng thì sao, thì chúng ta sẽ cho nó nhiều đỉnh, gọi là nhiều điểm các bạn. Nó là gì, lưu ý ha, là nó hơi ví dụ như tôi cố tình tôi vẽ sâu đi, rồi chút tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta sửa lại, chúng ta cũng không nên quá sát các bạn, nó sẽ có cái khoảng hở, nó vừa đỡ mất thời gian mà nó vừa không mất chi tiết nữa. Ok ha, rồi bây giờ một số chỗ tôi cố tình tôi vẽ cho nó hơi lố vô một tí. Thật ra bạn hãy sử dụng cái công cụ vẽ tự động giống như nãy chúng ta dùng đó bạn, vẫn được các bạn, vẫn được đỡ được cái thao tác đó. Rồi chúng ta làm xong rồi nè, rồi ví dụ như những cái chỗ nào mà ví dụ như chúng ta sai á, thì chúng ta sử dụng cái modify này bạn để chỉnh bằng cách chúng ta thay đổi lại nó, thay đổi vị trí thôi, như chỗ này thay đổi vị trí nè, hay giờ không thôi nó mất cái ảnh chỗ này chúng ta rồi đó, thay cho nó xích ra ngoài bạn, có cái khoảng hở thì nó sẽ tốt hơn, không cần quá sát đâu. Thì theo nguyên tắc á, nếu mà nó càng rộng ra ngoài quá thì nó sẽ làm cho cái ảnh chúng ta nó nặng, ví dụ như gì là không cần thiết ha. Rồi ta chỉ để vừa vừa thôi, tương đối thôi, nó chỉ cần bao quát là được. Rồi, ví dụ như chỗ này, ví dụ tôi muốn thêm mới đỉnh ở đây, thì ở đây nó sẽ có chữ red nè, lít dưới đây là thêm đỉnh. Còn bạn muốn xóa thì bạn hãy chọn cái đỉnh đó và nhấn cái chữ delete, và có một cái phím tắt nhanh đó là bạn double click, double click hai lần thì tự động nó sẽ uống lại cái chung tương tự như cái phím delete này ha, bạn nhấp vô cái đỉnh này nè, double click hai lần, double click chuột á thì tự động nó sẽ xóa. Còn đây tôi mới vừa thêm một điểm mới là sau đó tôi click dưới đây để tôi cho nó xích ra ngoài một tí. Ok ha. Rồi ví dụ như tôi vẽ nhiều tôi cảm thấy ok rồi, thì chút mà nó thiếu thì chúng ta thấy là vẽ thêm mà. Sau khi vẽ xong thì bạn thấy nè, cái phần mềm nó cũng tự tạo ra những cái đường liên kết, là nó chia đường lưới á, giống như chúng ta bạn nào học qua những cái phần mềm 3D đó, Simafree rồi, thì không biết là cái này nó chia đường lưới cũng tương tự như đây, trong bên cái những phần mềm 3D gọi là cái polygon, thì nó chia càng nhiều thì càng nặng chúng ta. Và cái nguyên tắc nó chia bạn là máy nó đâu có biết đâu, nó chia tào lao bạn thấy chưa, tự nhiên các đỉnh thì dồn vô đây là nó sai rồi đó. Thì một cái tiếp theo ta sẽ tới cái phần gì bạn, create nè, chúng ta sẽ vẽ là những cái đường lưới bên trong, vẽ là như thế nào bạn, vẽ là theo nguyên tắc mà sau này mà khi mà bạn làm chuyển động như thế nào á thì bạn vẽ theo cái đường đó. Một cái mẹo tôi chia sẻ bạn ha, là bạn nhìn cái nội dung bên trong cái bức ảnh ta nè, nó theo cái hướng nào thì chúng ta vẽ đường lưới theo hướng đó. Ví dụ cho bạn ha, tại thực chất cái video này tôi tính làm đơn giản thôi, là làm cho cái cô bé nè uống lượng theo cái cơ thể của bé này, nhưng cô bé này theo cái đường sống, giả sử tôi vẽ cái đường sinh sống ở giữa của bé này nè đó, rồi cái đường đó sau khi mà tôi làm xong á thì tôi cho cái đường nó sẽ uống lượng gì đó ha, uống lượng như thế nào đó tùy, như là giống như cô bé đang bơi đó. Rồi nên chúng ta lúc đó, cái những cái chi tiết khác thì chúng ta không cần vẽ quá chi tiết, nhưng mà sẵn đây tôi lỡ hướng dẫn bạn thì tôi dẫn luôn, là kinh nghiệm á, là ví dụ như cái gương mặt cô bé đi, thấy cái lọn tóc dài xuống không, nếu như bạn muốn vẽ mà thực tế luôn á thì bạn sẽ vẽ sao, vẽ theo cái đường này, đây tôi làm thử cho bạn xem này, bạn lít một điểm là được rồi. Không nên quá sát, các bạn xích ngoài đây nè,
Đó. Rồi khi bạn vẽ xong á, bạn lít vô điểm này, bạn nói từ điểm này qua điểm kia thì sẽ có cái đường màu vàng. Nhìn kỹ nó có đường màu vàng. Lít giữa chat combo và bạn rê thì nó sẽ có cái đường màu vàng nối những cái đỉnh này lại với nhau. Đó. Ok ha. Thường đó là ta sẽ vẽ dọc theo những cái nét vẽ bên trong của hình này. Ví dụ như tôi vẽ thêm một cái đường đây. Lưu ý người ta phải chấm đỉnh trước các bạn ha, phải chấm đỉnh trước. Rồi ta mới bắt đầu vẽ, chứ bạn chưa chấm đỉnh mà bạn vẽ cái đường màu vàng này nó không hiểu đâu, nó phải bắt dính vô những cái đỉnh này. Đó, ok. Thấy chưa? Tôi làm một vài cái demo cho bạn hiểu rồi. Là cái nguyên tắc này kinh nghiệm ha. Bạn phải vẽ theo cái đường nội dung của người ta, cái đường ảnh của người ta như thế này. Và cái này là cái gì? Cái búi tóc đúng không? Nè, nó. Ok. Thì khi mà chuyển động thì nó sẽ không bị lỗi, ít bị lỗi. Nếu bạn chia kinh nghiệm là nếu bạn chia càng nhiều cái đường lưới bên trong đó, thì khi chúng ta chuyển động bị bẻ cong hay gì đó thì nó sẽ không bị hư ảnh. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là khi bạn chia nhiều đường lưới quá thì sao bạn? Như tôi nói rồi thì sẽ làm cho cái ảnh chúng ta nó sẽ nặng. Nó không tối ưu quá cho việc mà xuất game ra, chỉ đơn giản như thôi. Bây giờ rồi tao nói sơ sơ thôi, thật ra vẽ còn nhiều cái nữa, vẽ mắt cái đồ nó, nhưng mà do cái video này tao chỉ hướng dẫn các bạn chỉ là làm chuyển động theo cái đường cong của cơ thể của bé này, nên những cái phần còn lại thì bỏ qua đi. Thì như vậy ví dụ như là tao chấm cái này nè theo cái đường thân của cô bé này đó, mà nhìn cái đường chấm nè, một cái đường giống như là cái xương sống dọc từ từ trên xuống dưới tới đuôi luôn. Rồi sau khi vẽ xong thì bạn sẽ liên kết cho tôi, thấy không? Ta phải chấm trước là người ta mới liên kết được, chứ không bạn chưa chấm bằng vẽ cái đường này bạn buông ra nó không hiểu đâu. Ý không hiểu nữa nè, tao buông ra nè, bây giờ nó cũng hiểu nữa chứ. Ok, đâu tao thử, tao thử đừng có chấm mà tao nhấn Ctrl Z vào đây. Rồi tao bắt đầu từ đây, tao vẽ xuống. Ok ha, vẽ xuống cũng được đó, đúng rồi, tao không cần chấm cũng được, chỉ cần tao chấm để cho tao biết cái hướng đi thôi, tao không cần chấm trước cũng được các bạn. Tao lít đây, tao rê ra là nó ra rồi. Ok ha, mà cái đường nó sẽ bị méo méo mà nhìn thấy xấu không? Phải nguyên tắc đó là tôi khuyên bạn là nên chấm trước thì nó sẽ thẳng hàng hơn. Vẽ xong thì bạn được quyền chỉnh sửa lại, nhưng mà nó nhìn nó méo méo nhìn kỳ quá nè. Ok ha, nhưng mà vẫn được. Rồi sau khi vẽ xong rồi bạn sẽ gì? Vẽ theo chiều dọc rồi, chúng ta cần phải có những cái liên kết theo chiều ngang nữa bạn. Rồi chiều ngang bạn ha, chiều ngang thì bạn có thể vẽ đúng ra là phải vẽ theo cái thẳng hàng, mà thẳng hàng từ trên xuống dưới ví dụ vậy. Mà tôi vẽ hồi thấy nó xéo xẹo, chỗ này thiếu cái điểm, chỗ này nó gần quá bạn. Nếu mà nó gần quá thì bạn ta đích vô đây để nó cho nó xích ra đây nó, hay chưa, giống như là chia cái này ra thành nhiều phần nhá. Cũng không nên sát các bạn, như tôi nói rồi sát quá thì nó sẽ bẻ cong tốt, nó sẽ không bị hư hình, nhưng mà bù lại thì sát quá thì làm cho cái này nó nặng vậy thôi. Đó. Ok ha. Rồi. Dù tôi xóa điểm này dư nè, lấp được trái, bây giờ nó xóa đỉnh nó liền. Rồi, tới cái phần đuôi bạn. Phần đuôi thì sao? Phần đuôi ví dụ như tùy chúng ta thôi. Nhưng mà cũng thường theo cái nguyên tắc như đó bạn, là đi theo cái xương sống của cái đuôi. Bây giờ thấy xương sống hai đường màu cam không? Đây. Rồi từ hai đường màu cam đó chúng ta mới vẽ những cái đường cắt ngang hai bên. Đại khái tương tự đó bạn. Phức tạp quá thì mất công, nó mất thời gian lắm. Thì cái đường, bởi vì tao nói bạn là cái gì ta, cái vẽ đường lưới hay là những cái chỉnh trên cái setup này nè, thật ra nó mất thời gian nhất. Còn cái việc chuyển động thì các bạn làm quen rồi thì bạn mau mau lắm. Như là bên đây bạn chỉnh sửa nhanh rồi ấy, nó đẹp rồi ấy, thì bên kia bạn làm dễ lắm. Rồi sau như ta giờ thực hiện cái này, người ta gọi là vẽ đường lưới, bạn tạo đường lưới này nó phù hợp vô nhiều yếu tố lắm, kinh nghiệm bạn làm. Rồi sau khi bạn vẽ xong được đường lưới á, thì như tôi nói rồi, ví dụ cái chỗ nào mà bạn dự tính nó sẽ bẻ cong cho đó thì bạn nên vẽ nhiều cái đường lưới cho đó, chứ không nhất thiết là phải vẽ hết. Sau khi bạn vẽ xong rồi á thì sao ta, như chúng ta học những cái workflow á, quy trình của những video trước á là sao, thì chúng ta nhập ảnh vào đây, sau đó chúng ta vẽ xương là xong, sau đó chúng ta làm chuyển động là xong. Còn này là sau khi nhập ảnh xong thì chúng ta vẽ đường lưới. Rồi sau khi vẽ đường lưới xong thì chúng ta cũng bắt buộc tương tự vậy, chúng ta phải vẽ xương. Thì qua video sau nha, thấy nó video hơi dài rồi, video sau ta sẽ bắt đầu vẽ đường lưới và liên kết cái đường lưới này với xương. Rồi ta kết thúc video này đi, tôi là Tú đang dẫn các bạn trên trang web là www.phantu.com. Hẹn gặp lại các bạn.